Bây giờ là mình lên Đông Hồ đúng không bạn? Đúng không? Nghe đâu là có một nhóm băng nhóm đang tụ tập. Nó đang náo loạn ở Đông Hồ đúng không? Trên phải dẹp loạn cái đám này mới được. Có một con cuồng bò sát đang ở Đông Hồ đúng không? Đây là góc 3 tháng 2 với lại Cao Thắng nha các bạn. Sắp tới địa điểm mà họ đang ở cà phê Đông Hồ. Đây nhà thực tế cà phê Đông Hồ sẽ nằm bên tay trái nha các bạn, để ý nha. Đây qua quán bún bò nét xưa là tới. Quán cà phê luôn mới bún bò đấy. Quán cà phê ta ưu đại ngá quá. Quán bún bò là tới đó. Đây. Tí nữa là tới đây cà phê Đông Hồ đó. Các bạn có thấy cái chỗ mà cái dù màu xanh lá cây không? Đó, cái dù màu xanh lá cây nha các bạn. Đây chưa. Đó không phải là cà phê Đông Hồ đâu các bạn. Dạ, tới tí nữa nha. Cái này không phải cà phê Đông Hồ đâu. Đây. Tới tí nữa. Đây ẩm thực kỳ hoa. Đây tới tí nữa là đây Đông Hồ, đây Đông Hồ. Các bạn thấy các bạn hiểu Đông Hồ không? Đó, cà phê Đông Hồ. Đây, cà phê Đông Hồ nha các bạn. Đây, câu lạc bộ Iguana Sài Gòn. Đây, các bạn thấy không? Lớn già trẻ lớn bé cầm theo thú hết. Đó, mỗi người một cái chuồng. Người nào có điều kiện thì một cái chuồng bự. À, giống như bé này cầm cái chuồng bự. Người nào không có điều kiện thì cầm theo một cái hộp nhỏ. Đây. Cà phê Xuân Vườn Đông Hồ. Đây mỗi người một cái chuồng hết nha các bạn. Đây em bé này là không có điều kiện là chuồng nhỏ nè. Đây có điều kiện là chuồng bự nè. Thôi vô cà phê thôi. Vô. Cà phê Đông Hồ. Cà phê Đông Hồ này đông quá. Đông Hồ nhưng mà không có cái hồ nào này hết. À, anh chạy lại nha, anh chạy lại giật một con mình chạy. Ba con nào có giá trị vậy? Đúng rồi, nó lựa đại đi, bây giờ khỏi cần lựa luôn. Bự được à, xách đại đi. Nó đang quơ rồi, xách vô xách đại kìa. Đông lắm nha các bạn. Đây cái con này là con Rhino. Rhino gắn rồi gô. Cái gì cũng có. Đây con này đây. Con này là nó baby hay nó bự? Dạ con baby nó mới mở mắt á. Dạ. Nó tới 6kg rồi mà. À. Bắt tay. Con này tới 6kg hả anh? Vậy là con này là mới. Con này còn nhỏ. Ờ. Lớn rồi nó nhanh luôn. À cái tay mày bồi đã lắm. Nó nhanh lên, nó nhanh lắm. Cái tay mày bồi à. Wow, con
nha, con chăn nha. Lấy hết can đảm đi, lấy hết can đảm mồm đó. Đây là rùa Sumatra, là rùa cạn châu Phi, rùa to thứ ba thế giới, là cái size á, cái thước á, rùa cạn. Anh nuôi mấy năm rồi? Con này là của anh kia, anh này, con này 4 năm tuổi rồi. Con này là 4 năm tuổi rồi. 15 kg. Đây là con mèo gì anh? Không biết hết của ổng. Mày ghê quá. Trời, nó nhõng nhẽo kìa. Con mèo này gọi là mèo gì anh? Đó là anh lông dài. Anh hả, mèo anh hả anh? Cái xài đó nha. Thuần quá, thuần quá. Đây vàng Igu. Anh em ta chung một lòng.
anh hùng nơi đâu giữa nhân thế bình phàm, chỉ có anh em cùng nhau vượt qua, cùng nhau hoàn thành giấc mơ thuở ban đầu. Được đó, ôm chụp hình thoải mái nha. Xin mời rất nhiều. Và ca khúc đầu tiên sẽ được các anh em, ca khúc Dưới Kiếp Anh Em. Chim luôn nha, chim nó con két. Wow, con này con đeo bàn. Đó, biết nghe đó, biết nghe lời đó, kêu leo qua là leo qua. À ngầu quá. Lẹ lên tới anh chuẩn bị kêu tới chưa chuẩn bị tới anh đó chuẩn bị để, người ta về hết rồi tới anh người ta sẽ về hết dọn đây hết rồi tới anh ok từ từ nha. Dạ, thưa anh là em có cần giới thiệu tên của mình không anh? Nó có nhiều cái nhà. Dạ, tên là em, nhà di động. Em thích là hoạt động nghệ thuật á. Cho nên là em lấy cái tên của em nó cũng nghệ thuật luôn. Là sao em? Là cái tên nó nửa tay nửa ta á anh. À, nửa tay nửa ta. Cho giống như là Mr. Đàm. À, Mr. là tay, Đàm là ta. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như là Angela Phương Trinh. Đúng rồi. Angela là ta. Tay. Anh tên là ta. Dạ, đúng rồi. Rồi em cái gì tên gì? Em tên Nam. Rồi cái gì Nam em? Toilet Nam. Cái gì? Toilet Nam. Em không ai em lấy cái tên khác rồi không có tên nó nhạy mùi quá em. Ủa tên nghe kỳ quá ha. Ừ, đổi đi. Thôi giờ đổi tên đi, giờ lấy tên Hoài được không? Đúng rồi đó. Mình nhắc người tên Hoài người ta nhắc tới cái nhớ. Ờ Hoài. Rồi cái gì Hoài em? Toilet Hoài. Ủa em không thoát được cái toilet hả em? Ủa em thấy tên nó tay mà. Bây giờ này, bỏ cái tên em ra đi. Bây giờ đến đây em thấy gì thấy đi em. Anh ơi hôm nay là nhà. Đến đây thấy gì thấy đi em. Vậy nhớ không có nhớ tí lăng quá trời tí nhớ anh tốt lắm nha đây có thời gian nhớ anh tốt rồi bây giờ về thử anh nhớ không nha giờ nói
luôn, chơi luôn các bạn. Rồi, và bắt đầu con rùa, con rùa, con rắn, con rắn, con chim, con chim rồi đó. À, thấy nó hả hổng là thấy ớn rồi. Nó hả hổng hiền lắm. Nó hả hổng là hiền đúng không? Là cười đúng không? Hiền đúng rồi, nó cười. À. Một lần nữa đâu. Con rùa, con rắn, con rắn. Nó quen mày rồi. Con chim, con rắn. Mấy con rồi. Nó lấy dấu mày mấy lần. Chưa, đói bụng mà người ta còn chơi nữa. Những cái đám này không nhận tụ tập dữ, giờ này còn sung nữa, còn đang ca hát ông sùm ở trong hư quá đó chứ. Vui mấy bạn nào mà chơi rồi hay là chưa chơi đều có thể ghé mình ốp mấy cái hội này là sẽ thấy được nhiều bét lạ, nhiều bét hay, rồi mấy cái con khủng nữa bự to các cỡ. Mà nên đi những cái hội như vậy để kết nối anh em nhiều hơn. Cảm ơn các bạn.